Sắp tới trường mình tổ chức một cuộc thi thời trang. Các lớp sẽ tự chuẩn bị trang phục và cử một bạn nữ để trình diễn trang phục của lớp mình. Ai xung phong nào? Dạ thưa cô, em. Em có rất nhiều quần áo đẹp. Em cũng rất thích thời trang nên em xung phong ạ. Giỏi lắm. Vậy cô cần thêm 3 bạn, một nam và 2 nữ để giúp táo chuẩn bị cho ngày thi. Kem, Mi và Giang nhé. Thưa cô, cháu đến gặp táo ạ. Táo và hai bạn kia đang ở trong phòng. Hai cháu vào đi. Chà, táo có nhiều đồ đẹp quá. Đợt này táo thắng giải là chắc rồi. Phong cách thời trang trong và ngoài nước mình đều có, rất là sành điệu. Mình chắc chắn lớp mình sẽ giành giải. Táo lớp mình thật xinh đẹp, thắng là cái chắc rồi. Nhưng lớp nào cũng xinh đẹp hết, mình không được chủ quan đâu. Ê, các bạn nhìn kìa, cái váy trông buồn cười quá. Lần đầu mình thấy quần áo làm từ nhiều vật liệu tái chế như vậy đó. Bạn đi đâu vậy? Hai bạn đứng đây nha, mình với chú cô ra kia một chút. Hồi nãy các bạn lỡ lời như vậy, chắc bạn đó sẽ buồn lắm đó Kem. Bạn ơi, bạn có sao không? Hai bạn có việc gì không? Hồi nãy lớp mình có nói điều không hay với bạn. Bạn cho mình xin lỗi nha. Bạn đừng buồn nha. Táo và Tôm không phải là bạn xấu đâu. Chỉ là họ thấy bạn mặc cái váy trông lạ nên họ tò mò, vô tình khiến bạn buồn thôi. Thật ra, mình mặc bộ này cũng hơi xấu hổ. Bộ này là như nào vậy? Bạn xấu hổ, tại sao còn mặc nó? Mẹ mình là người thu mua phế liệu. Hàng ngày, mẹ mình thấy nhiều người vứt rác rất bừa bãi. Các bạn có biết là túi ni lông, các vỏ nhựa khi thải ra môi trường phải mất rất lâu mới phân hủy được. Chính nó đã làm ô nhiễm đất. Trái đất là một hành tinh vô cùng xinh đẹp. Mình không muốn thấy sự biến mất của một nơi như thế này. Chính vì vậy mà mẹ mình đã tự làm ra bộ trang phục tái chế này, để mình có thể mang một thông điệp bảo vệ môi trường đến các bạn học sinh. Nhưng đi đến đâu mình cũng bị chê cười. Mình cảm thấy rất là xấu hổ. Cố lên, cố lên. Đẹp quá. Coi kìa. Trời, dễ thương quá. Mấy đứa nhỏ dễ thương quá. Trời. Đẹp hả chị? Đẹp, dễ thương. Nhỏ dễ thương quá. Bạn Liên cố lên. Bây giờ các em bên dưới hãy cầm lá phiếu hình bông hoa trên tay, đặt vào chiếc hộp của thí sinh mặc trang phục mà mình yêu thích nhất. Ai có nhiều phiếu nhất sẽ giành chiến thắng. Không cần phải đếm nữa, thầy mời em Táo bước lên một bước nào. Mình cảm ơn các bạn đã yêu thích và bình chọn cho mình. Chiếc váy của mình có thể là chiếc váy đẹp nhất, nhưng mình nghĩ chiếc váy tuyệt vời nhất chính là chiếc váy tái chế của bạn Minh. Sau khi được bạn Kem giải thích rằng chiếc váy tái chế của bạn Minh với thông điệp kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, sử dụng lại các chai lọ, vỏ lon để hạn chế rác thải gây ô nhiễm trái đất xinh đẹp của chúng ta. Bạn ơi, bạn ơi. Vậy thầy tuyên bố, người chiến thắng thuộc về chiếc váy tái chế của bạn Minh. Còn Trang là táo của chúng ta, đã kịp học hỏi, nhận ra những bài học mới và có tinh thần sẻ chia. Thầy quyết định, táo cũng sẽ nhận được một giải thưởng vì các bạn xứng đáng. Vậy cuộc thi năm nay, chúng ta có hai giải thưởng cao nhất.